Kính thưa tất cả anh chị em, ở những buổi học trước thì chúng ta đã có tìm hiểu với nhau sơ qua về từ ngữ thánh kinh, chất liệu để viết thánh kinh, các bản dịch thánh kinh, vân vân. Và chúng ta cũng tìm hiểu sơ qua về cái tiến trình hình thành bộ thánh kinh cựu ước. Và trong bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu tiến trình hình thành bộ thánh kinh Tân Ước. Có một nét tương đồng giữa bộ thánh kinh Cựu Ước và Tân Ước, đó là việc hình thành, đó là cả một cái tiến trình dài, chứ không phải ngày một, ngày hai mà hình thành bộ sách thánh. Nếu như tiến trình hình thành bộ Cựu Ước có thể tính bằng ngàn năm, thì cái tiến trình hình thành bộ Tân Ước trong một thời gian ngắn gọn hơn, khoảng 100 năm, thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Bộ sách Tân Ước là một bộ sách đa dạng, nhưng mà lại là một bộ sách thống nhất. Tại sao lại đa dạng và tại sao lại thống nhất? Đa dạng bởi vì bộ sách Tân Ước thu thập nhiều văn bản, trong đó có các tác phẩm tin mừng, trong đó có các thư và một số các diễn từ, rồi tập sách Khải Huyền. Chính vì sự khác biệt thể loại cũng như khác biệt về thời gian biên soạn, khác biệt về các tác giả con người ở những nền văn hóa và những cái nơi địa dư khác nhau, chính vì thế ta thấy Tân Ước mang một cái dấu ấn rất là đặc sắc, đa dạng ở thể văn, đa dạng trong tư tưởng. Sách Tân Ước được hình thành từ nhiều tác giả, mà các tác giả cũng thuộc nhiều dân tộc, nhiều đất nước khác nhau. Và vì là thuộc nhiều nền văn hóa, nhiều dân tộc như vậy, cho nên họ cũng tiếp thu nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Chúng ta thấy có một cái sự vay mượn về vấn đề văn hóa và ngay cả tôn giáo. Các tác giả sinh sống và viết các tác phẩm vào những thời điểm khác nhau trong khoảng thời gian thế kỷ thứ nhất. Các tác giả cũng thuộc về những cộng đoàn Kitô hữu khác nhau. Cho nên sách thánh được viết ra, ta thấy có những sự dị biệt. Nhưng mà trong tất cả cái sự dị biệt ấy, cái sự phong phú ấy, ta thấy một điểm thống nhất, đó chính là nội dung của sách thánh, cụ thể ở đây là sách thánh Tân Ước, viết ra để đáp ứng cái nhu cầu đức tin của cộng đoàn Kitô hữu một cách đặc thù. Những tâm tư của người tín hữu, đức tin của họ được phản ánh qua các tác phẩm của Tân Ước. Các tác giả Tân Ước đã sử dụng những tài liệu có khi được viết trước đó, và các ngài dùng các tài liệu ấy để trình bày đức tin của dân Chúa, đức tin của cộng đoàn mình. Và một lần nữa ta phải xác định lại với nhau, dù rằng sự khác biệt và phong phú như thế, thì bộ Tân Ước luôn luôn là một bộ sách thống nhất, bởi vì diễn tả một xác tín chung. Các tác giả truyền bá cho con người thời đại của mình, con người đương thời, hay cụ thể là các cộng đoàn của các ngài, truyền bá cái gì? Truyền bá tin mừng đã được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Cái khởi điểm và cũng là cái đích điểm, đó là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tin mừng đó đem lại ơn cứu độ cho người nghe. Mặc dù chúng ta thấy có bốn sách tin mừng khác nhau: Matthew, Marco, Luca, Gioan, nhưng chỉ có một tin mừng duy nhất. Bốn sách tin mừng khác nhau nhưng chỉ có một tin mừng duy nhất: tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Mà ngày hôm nay khi công bố lời Chúa, chúng ta vẫn quen thuộc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, theo Thánh Luca. Chỉ có một tin mừng nhưng được diễn tả bằng những văn phong khác nhau,
của những tác giả khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Như vậy, toàn bộ bộ sách Tân Ước đều đề cập đến một giao ước mới, giao ước Thiên Chúa ký kết với dân của Ngài, Thiên Chúa ký kết với nhân loại mà không còn qua trung gian của con người là Môsê, nhưng được ký kết qua trung gian của con một Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Đó là cái nét đầu tiên chúng ta ghi nhận bộ sách của Tân Ước mang tính đa dạng nhưng thống nhất. Điểm thứ hai để chúng ta lưu ý về bộ sách Tân Ước. Sách Tân Ước được hình thành từ chính nhu cầu đức tin của cộng đoàn Kitô hữu. Đây không phải là một tác phẩm văn chương. Đây không phải là một tác phẩm đơn thuần như ký sự. Không phải là một tác phẩm đơn thuần như lịch sử, nhưng là tác phẩm diễn tả niềm tin của cộng đoàn Kitô hữu. Người ta thấy rằng ngay từ thế kỷ thứ nhất ở vùng Trung Đông thì bộ sách Tân Ước đã được ghi chép trên chất liệu làm từ cọng giấy papyrus. Ở bài học thứ hai chúng ta đã nói với nhau về các cái chất liệu để viết thánh kinh. Và bên cạnh những cái tác phẩm Tân Ước người ta thấy được ghi trên chất liệu giấy papyrus thì người ta cũng tìm được những tác phẩm được ghi trên da của súc vật. Đó là những cái cào bản người ta tìm thấy về Tân Ước ngay từ thế kỷ thứ nhất ở Trung Đông. Các tông đồ viết những tập sách này để làm gì vậy? Thưa, để gửi cho một giáo đoàn mà các ngài đang coi sóc. Chẳng hạn, cụ thể chúng ta thấy các thư của Thánh Phaolô không phải là một bức thư không không gửi trên mạng, gửi cho trời, cho đất, mà là một bức thư có địa chỉ gửi đến cụ thể, thư gửi cho giáo đoàn Roma, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, thư thứ hai gửi Thessalonica, thư gửi giáo đoàn Galat, thư gửi giáo đoàn Corinto thứ nhất, thứ hai, vân vân. Gửi thư cho từng cộng đoàn cụ thể, và lá thư đó được đọc chung cho cộng đoàn, và có thể nói được đọc ngay cả trong môi trường, chính trong môi trường phục vụ. Rồi khi được đọc như vậy thì các lá thư nói chung, hay là ta có thể nói cụ thể ở đây là các tác phẩm Tân Ước, được luân lưu từ cộng đoàn này, được chuyển sang cộng đoàn khác, những cộng đoàn thân cận. Và chính bằng cái cách thế này, bộ Tân Ước được dân Chúa thu thập và bảo quản trong cộng đoàn của mình. Thu thập lại và bảo quản trong cộng đoàn của mình. Các giáo đoàn Kitô hữu tiên khởi dựa theo cách thức sinh hoạt và phượng tự ở các hội đường Do Thái, đọc sứ điệp của các tông đồ trong các cuộc hội họp phụng vụ của cộng đoàn. Các cuộc hội họp thì họ đọc sứ điệp của các tông đồ. Chúng ta vẫn quen thuộc như ngày hôm nay cái cơ cấu của cử hành thánh lễ. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe, nếu là Cựu Ước, sách các ngôn sứ, sách lịch sử, vân vân. Nếu là Tân Ước, đọc các tác phẩm, các thư, các tông đồ, sách Khải Huyền, vân vân. Cái cấu trúc của một cái buổi hội họp phụng vụ như vậy. Họ đọc các bút tích của các tông đồ. Và rồi ngay ở cuối thế kỷ thứ nhất thì các bút tích của các tông đồ, các lá thư của các tông đồ để lại đã được trân trọng và được coi như là sách thánh. Ta gọi là sách thánh bởi vì được trân trọng như Cựu Ước. Đến lúc này thì người ta chỉ biết có Cựu Ước thôi. Và đồng thời khi các lá thư đọc ra ở thời Tân Ước thì chưa gọi nó là Tân Ước, nhưng ở cuối thế kỷ thứ nhất thì các bút tích này đã được trân trọng như Kinh Thánh vậy. Được trân trọng như Kinh Thánh vậy. Có thể nói manh nha, cái mặc khải về ơn linh hứng đã được trình bày. Và ngay trong việc cử hành phụng vụ thì cái sự trân trọng đã dành cho các bút tích của các tông đồ một vị trí quan trọng. Và chính vì vậy bộ sách Tân Ước được thu thập dần dần, được thu thập dần dần, và với thời gian được công nhận đó là lời của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta nghe thư, ví dụ bài đọc thứ nhất, trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, rồi sau đó
đó là lời Chúa. Khi kết thúc việc công bố sách thánh thì giáo hội đồng thời tuyên xưng đức tin của mình và giới thiệu cho muôn dân, đó là lời của Chúa. Các tác giả ở thế kỷ thứ 2 đã trân trọng bộ sách mà ngày hôm nay ta gọi là Tân Ước, trân trọng như là sách thánh. Sứ điệp Tân Ước giúp cho các tín hữu hiểu biết về những chân lý đức tin, qua đó các giáo đoàn Kitô nhận thấy có thần khí của Đức Giêsu hoạt động trong việc hình thành bộ sách thánh Tân Ước, và bộ sách thánh đó có một giá trị đặc biệt. Chính các giáo đoàn Kitô trong đời sống đức tin của họ đã đón nhận các giá trị tuyệt đối của Tân Ước, chứ không phải do sự áp đặt của hàng giáo phẩm. Nhận ra được cái giá trị nội tại của các bản văn thánh kinh, chứ không phải chỉ nhờ cái thế lực hay một sự áp đặt nào đó của hội thánh mà họ phải chấp nhận. Đó là cái nét thứ hai chúng ta nói với nhau. Bộ kinh thánh Tân Ước được hình thành chính từ nhu cầu đức tin của cộng đoàn Kitô hữu. Và điểm thứ ba, ta nói với nhau về cái tiến trình biên soạn bộ sách thánh Tân Ước. Cái tiến trình đó như thế nào? Khởi đi từ Palestine, Chúa Giêsu đã quy tụ các tông đồ lại thành một nhóm nhỏ. Chúng ta biết với việc Ngài mời gọi các môn tông đồ, 12 người được gọi là tông đồ, Chúa Giêsu chọn họ, huấn luyện họ, cho họ chia sẻ đời sống của mình và chia sẻ cái sứ mạng loan báo tin mừng vương quốc của Thiên Chúa. Từ một cộng đoàn nhỏ ấy, các môn đệ rao giảng và số những người tin lan rộng ra. Nếp sống của Đức Giêsu và của các tông đồ tại các cộng đoàn này chính là khởi điểm cho một cái truyền thống tin mừng sau này. Đức tin Kitô giáo được hình thành từ cảm nghiệm sống tin mừng phục sinh nơi các tông đồ và các tín hữu tiên khởi. Chúng ta biết rằng ngay từ đầu các tác giả viết lại cái niềm tin và đặc biệt là lời công bố tin mừng phục sinh được gọi là các kerygma, tức là những lời loan báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Đó là trọng tâm của tin mừng được loan báo giai đoạn đầu của hội thánh. Và với thời gian, người ta tìm về nguồn gốc của đấng phục sinh và bắt đầu tin mừng thời niên thiếu được viết ra. Chúng ta thấy trong sách thánh, chẳng hạn như tin mừng theo thánh Matthew, tin mừng theo thánh Luca, khởi đầu chúng ta thấy, chúng ta hiểu được về gia phả của Chúa, về việc truyền tin, vân vân. Nhưng thực ra, các bản văn được xếp ban đầu ấy, được xếp phần trên, thì lại là những bản văn được viết sau này. Trọng tâm của lời rao giảng lúc ban đầu và được viết lại là những lời loan báo về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng truyền cho các tông đồ trao cái sứ điệp mà Ngài đã rao giảng cho muôn dân. Các cộng đoàn sơ khai truyền khẩu các sứ điệp mà họ đón nhận được từ nơi các tông đồ và lưu truyền trong môi trường phụng tự. Chúng ta cũng có thể mở ngoặc ở đây để nói hội thánh trân trọng hai nguồn mạch tương đương nhau. Một bên là thánh kinh đã được viết thành sách, và một bên là thánh truyền không được viết thành sách nhưng vẫn sống động trong lòng hội thánh, đặc biệt qua truyền thống phụng vụ. Những lời của Chúa nói, những việc của Chúa làm được phản ánh qua đời sống đức tin của hội thánh sơ khai, của các cộng đoàn cụ thể, và được các tác giả viết lại như là những chứng từ sống động, như là cốt tủy của những lời rao giảng tin mừng. Và chúng ta biết biến cố Chúa Kitô tử nạn và phục sinh để lại một dấu ấn quan trọng và là cái nguồn mạch của những lời rao giảng. Các tông đồ không chỉ công bố một biến cố như một tin giật gân, nhưng các tông đồ là chứng nhân cho cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, khởi đi từ Jerusalem và sau đó lan rộng đến mút cùng bờ cõi trời đất. Công bố tin mừng và phục sinh như một chứng nhân, và chúng ta thấy cuộc đời của các tông đồ có lẽ chỉ có trừ một mình Gioan là chết già ở tại cái đảo Patmos khi bị đi đày, còn tất cả các tông đồ khác
đều đã trở thành chứng nhân bằng việc dâng hiến chính máu của mình để làm chứng cho lời rao giảng đó là sự thật. Và sự thật có sức giải thoát, sự thật đem lại ơn cứu độ cho con người. Sự thật đó là gì? Đó là sự thật của Đức Kitô bị kết án bất công. Sự thật của Đức Kitô bị chết trên thập giá, chân trụi như một tên cướp. Nhưng Ngài đã trỗi dậy vào rạng đông của ngày thứ nhất trong tuần. Đó là tin mừng phục sinh, tin mừng cho tất cả những ai còn ngồi trong bóng tối. Tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh thì được sống và sống viên mãn. Các tông đồ mạnh dạn loan báo sứ điệp đó. Việc loan báo Chúa Giêsu đã chết và phục sinh phát sinh những cộng đoàn Kitô hữu, những cộng đoàn ở Jerusalem, Samari, Antiochia, Thessalonica, v.v. Vì thế, bộ sách Tân Ước có tương quan mật thiết với đời sống và sự tăng trưởng của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Chúng ta thấy cái dấu tích, những cái sinh hoạt cụ thể của những cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi được phản ánh trong các tác phẩm Thánh Kinh Tân Ước. Các bản viết, các bản văn của Tân Ước nhằm kéo dài việc công bố tin mừng, tức là lời của Thiên Chúa, đồng thời theo lời hứa của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần sẽ được ban và Ngài là đấng chủ động trong việc rao giảng tin mừng của các tông đồ. Hội Thánh nhìn nhận các bút tích trên là công việc của Chúa Thánh Thần. Sau này chúng ta sẽ nói đến cái ơn gọi là ơn linh hứng để viết Thánh Kinh. Chính nhờ tác động của Thánh Thần, đấng đã nói qua các tông đồ để dạy dỗ muôn dân, và lời dạy của Thánh Thần qua môi miệng và bút tích của tông đồ là lời dạy của chân lý. Và chính vì được ơn của Chúa Thánh Thần như vậy, các tông đồ dạy dỗ muôn dân, khuyến thiện những cái lời khuyên để mà sống theo sứ điệp của tin mừng, theo giáo huấn của Chúa Giêsu trong tư cách là những người môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta tìm thấy những giáo huấn như thế trong các tác phẩm Tân Ước, đặc biệt qua các lá thư của Thánh Phaolô. Nếu mà ta xét cái tầm quan trọng của các tác phẩm Tân Ước, Tân Ước thì tương đối chúng ta dễ nhớ, ngắn gọn, chỉ có 27 tác phẩm. 27 tác phẩm. Đứng đầu đó là 4 tin mừng. 3 tin mừng đầu tiên được gọi là tin mừng nhất lãm. Matthew, Marco và Luca gọi là tin mừng nhất lãm bởi vì có nhiều điểm tương đồng, và có thể các tác giả thánh ký đã dựa vào những nguồn văn giống nhau để diễn tả niềm tin của hội thánh ban đầu trong 3 tác phẩm tin mừng này. Tuy nhiên cũng có sự khác biệt. Nếu như chúng ta học một cách chuyên biệt từng tác phẩm tin mừng nhất lãm thì ta sẽ tìm ra cái sự khác biệt đó. Tác phẩm của Gioan thì viết sau vào khoảng từ năm 90-100 và mang một cái nét riêng, không trình bày lịch sử về Chúa Giêsu nhưng trình bày một cái ý nghĩa thần học về Chúa Giêsu, về ơn cứu độ, về niềm hạnh phúc của nước trời. Và như vậy thì đứng đầu và trọng tâm của bộ Tân Ước đó là 4 tin mừng. Các sách tin mừng bắt nguồn từ những lời rao giảng của các tông đồ về Chúa Giêsu. Tuy nhiên không phải Chúa Giêsu đi giảng rồi các tông đồ cầm giấy đi theo viết, hoặc là người ta ghi âm lại để sau đó thì về đánh máy, không có đâu. Ngài giảng và rồi cái lời giảng đó phản ánh, ngấm lại và sinh hoa kết trái trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, và người Kitô hữu phản ánh niềm tin của mình qua đời sống phụng vụ, và rồi các tông đồ, cụ thể là các thánh sử, sưu tầm, viết lại, diễn tả cái niềm tin của cộng đoàn mình. Sau 4 quyển sách tăng tin mừng, chúng ta thấy như là tin mừng nhất lãm xuất hiện vào khoảng năm 70, khi mà đền thờ Jerusalem bị tàn phá. Sau 3 tác phẩm tin mừng này thì xuất hiện sách Công vụ Tông đồ của tác giả Luca, được viết ngay sau tin mừng của Luca. Đây có thể gọi là quyển sách tin mừng của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần tác động trên hội thánh sơ khai, và chúng ta đọc lại được cái sứ vụ của các tông đồ ngay sau biến cố Chúa phục sinh, đời sống và những hoa trái của Thánh Thần triển nở trong hội thánh sơ khai như thế nào. Đó là chúng ta tìm thấy trong tác phẩm Công vụ Tông đồ. Tin mừng theo Thánh Gioan xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ nhất. Đây là một cái giai đoạn mà lịch sử thế giới
Và cụ thể lịch sử của Hội Thánh có nhiều cái biến động, những cái cuộc bách hại đã diễn ra. Kitô giáo thì thoát thai khỏi Do Thái giáo. Môi trường này thì Thánh Gioan viết tin mừng cho cộng đoàn của mình. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ nói đến cả các thư mà Ngài viết, cũng như sách Khải Huyền, cho thấy được cái bối cảnh thời đại mà thánh nhân sống, cũng như loan báo tin mừng. Sau tin mừng của Thánh Gioan vào cuối thế kỷ thứ nhất, thì chúng ta có thể xét đến các tác phẩm khác, các thư của Thánh Phaolô được viết sớm hơn, ngay cả sớm hơn cả các tác phẩm tin mừng. Ở đây tôi đang xét theo tầm quan trọng, chứ không xét theo niên đại tác phẩm nào viết trước, nhưng mà đang xét theo tầm quan trọng thì tôi kể đến 4 tin mừng, sau đó sách Công vụ Tông đồ, và bây giờ tầm quan trọng kế đến là các thư của Thánh Phaolô. Các thư của Thánh Phaolô có thể được viết vào khoảng năm 51 tới năm 67 sau Công nguyên, từ năm 51 tới năm 67, trong khoảng thời gian đó. Trước đây thì chúng ta vẫn quen gọi là 14 thư của Thánh Phaolô. 14 thư tức là kể cả thư gửi cho giáo đoàn Do Thái, thư Hippri. Ngày hôm nay thì không còn ai bảo rằng thư Hippri là thư của Thánh Phaolô nữa. Có thể do một đồ đệ của Thánh Phaolô viết. Và trước đây thì người ta vẫn cho rằng đó là bút tích hay là lá thư của Thánh Phaolô để lại. Nhưng ngày hôm nay thì có thể nói tách riêng thư Hippri ra khỏi danh mục các thư của Thánh Phaolô. Cho nên có thể nói một cách chính xác, 13 thư của Thánh Phaolô và thư Hippri. Trước đây thì người ta gọi 14 thư Phaolô, bây giờ chúng ta để ý đến 13 thư Phaolô và thư Hippri. Những thư này được sáng tác khoảng năm 51 tới năm 67. Thánh Phaolô viết cho những cộng đoàn cụ thể như chúng ta đã nói, Colosse, Roma, Galat, Philip, vân vân, hướng dẫn đời sống đức tin của họ, giải quyết những cái vấn đề về phong hóa, về luân lý, giúp cho dân sống như thế nào trong tư cách là người đón nhận đức tin, có được phép ăn của cúng không, trong phụ nữ thì vai trò như thế nào trong giáo hội, các tông đồ thì phải hành xử như thế nào, vân vân. Tất cả những cái vấn đề về đức tin và phong hóa, nối kết các cộng đoàn lại. Và các lá thư mục vụ này của Thánh Phaolô nuôi dưỡng đức tin của cộng đoàn Kitô hữu thiên khởi, và sau này trở thành nguồn mạch giáo huấn của Hội Thánh dựa trên các lá thư của Thánh Phaolô. Các lá thư này cũng đặt những nền tảng ban đầu cho nền thần học Kitô giáo. Các thư phản ánh những thực tại trong đời sống đức tin, cũng như những khó khăn mà các Kitô hữu đương thời gặp phải. Riêng thư gửi cho tín hữu Hippri thì có thể được viết vào khoảng năm 70, thời gian muộn thời hơn so với 13 lá thư của Phaolô. Sau các thư của Thánh Phaolô thì ta gọi là các thư chung. Gọi là thư chung bởi vì không gửi cho cụ thể một cá nhân nào. Thánh Phaolô gửi cho người môn đệ Timôthê, Thánh Phaolô gửi cho người môn đệ Tito, Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn Galat. Còn ở đây các thư chung thì không gửi cho một cộng đoàn cụ thể nào cả, mà gửi cho các hội thánh nói chung. Ta gọi là các thư chung. Các thư chung ở đây cũng có những thư nào? Chúng ta thấy như là thư Giacôbê được hoàn thành vào khoảng năm 50 hoặc năm 58. Thư của Thánh Phêrô, thư thứ nhất của Thánh Phêrô xuất hiện vào khoảng năm 64. Thư thứ hai của Thánh Phêrô và thư của Thánh Giuđa xuất hiện vào khoảng từ năm 70 đến năm 80. Đã về thời gian biên soạn có xê dịch. Và sau đó thì đến thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan. Thư thứ nhất của Thánh Gioan thì được viết cuối cùng vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất. Thư thứ nhất nhưng mà viết sau. Chúng ta thấy cái tiến trình nó như vậy. Và sách Khải Huyền được viết vào khoảng năm 95. Như vậy ta có thể tóm lại ở đây 27 quyển sách Tân Ước đứng đầu về tầm quan trọng giáo huấn, đó là 4 tin mừng theo tác giả Nhất Lãm cũng như theo Gioan. Sau phần quan trọng của 4 tin mừng thì đến sách Công vụ Tông đồ. Sau Công vụ Tông đồ thì đến 13 lá thư của Thánh Phaolô, thư gửi đến hữu Hippri, rồi đến các thư chung. Các thư chung, thư của Thánh Giacôbê, thư của Thánh Giuđa, thư của thánh gì nữa Thánh Phêrô, rồi sách Khải Huyền.
Chúng ta thấy đó là các cái tác phẩm tin mừng cũng như các tác phẩm tân ước được xếp theo cái thứ tự tầm quan trọng, và lướt qua một chút về thời gian biên soạn của các tác phẩm này. Chúng ta có thể có một cái kết luận ngắn gọn ở đây: sách tân ước tiếp nối và kiện toàn sách cựu ước. Tất cả những gì ở nơi cựu ước thì đã hoàn tất nơi tân ước. Cựu ước như là cái phim âm bản, tân ước như là phim dương bản. Ngày xưa khi chụp hình thì chưa có kỹ thuật số như ngày hôm nay. Người ta chụp một cái tấm phim và phải đưa vào buồng tối, sau đó thì rửa phim. Đấy. Khi cái tấm phim chưa rửa thì gọi là âm bản, ta thấy nó ngược với chúng ta và thấy mờ mờ thôi. Kỹ thuật này thì hỏi thầy Ân thì rất rõ. Và sau đó khi rửa thành một cái tấm hình thì là phim dương bản. Tất cả những gì tôi có thể tạm gọi cựu ước là âm bản, tức là báo trước, là mờ mờ như là thấy trong gương, thì nơi tân ước được diễn tả một cách cụ thể. Ví dụ, hình ảnh của Isaac được đem lên núi chuẩn bị sát tế cho Thiên Chúa, thì đó là báo trước về việc sát tế của Chúa Giêsu. Chính Chúa Cha sát tế con mình để ơn cứu độ được ban một cách trọn hảo cho nhân loại. Đấy, ví dụ như vậy. Hay là chúng ta thấy trong ngày lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đó, trong cái giờ kinh phụng vụ thì có một điệp ca như thế này: như xưa kia ông Môsê thấy bụi gai bốc cháy mà không thiêu rụi thế nào, thì ngày hôm nay chúng con đọc ra được, đó là hình ảnh tiên trưng về Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Ví dụ như vậy. Những gì của cựu ước thì hoàn tất nơi tân ước, cho nên tân ước là một sự kế tục, nối tiếp chứ không phải đứt đoạn. Kế hoạch của Thiên Chúa được phác họa qua nhiều thế kỷ trong cựu ước, giờ đây được thể hiện nơi tân ước. Cựu ước là một sự chuẩn bị cho tân ước. Vì thế, nếu so sánh với cựu ước thì mặc khải trong tân ước là đích điểm, cựu ước là khởi đầu, cựu ước là chuẩn bị, còn tân ước là sự hoàn thành. Cựu ước là giao ước tạm bợ, tân ước là giao ước vĩnh cửu. Sứ điệp của Chúa Kitô vào Hội Thánh thời các tông đồ chuẩn nhận và làm sáng tỏ nội dung được chứa đựng trong sách thánh cựu ước. Hội Thánh nhận các sách cựu ước làm tiêu chuẩn đức tin và đời sống tín hữu, ngay cả khi biết rằng các sách ấy cũng có những sự bất toàn. Chúng ta thấy chẳng hạn là những rất là nhiều cái điều trong cựu ước chúng ta khó hiểu: chiến tranh, loạn luân, rồi thì bao nhiêu những cái luật khắt khe khác dường như không hợp với cái nhìn đức tin Kitô giáo của chúng ta. Thế nhưng mà giáo hội vẫn chân nhận tất cả đều là sách thánh và có giá trị của nó. Các sách cựu ước được chuẩn nhận vì trong Chúa Kitô các sách ấy đạt đến ý nghĩa trọn vẹn của nó. Đó là một vài cái nét căn bản chúng ta hiểu, chúng ta trình bày về cái tiến trình hình thành sách tân ước, và chúng ta kết thúc bài học của chúng ta ở đây. Xin cảm ơn.